Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 13 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nguồn thu ngân sách và kêu gọi vốn đầu tư trong năm vừa qua. Hệ thống bán lẻ thương hiệu ngoại đẩy mạnh vào Việt Nam. Bác sĩ Mỹ nhận kỷ niệm chương về sức khỏe nhân dân của Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Lễ kỷ niệm 60 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc sẽ chính thức được tổ chức vào ngày mai. Nhưng trong những ngày qua, ký ức về một thời lịch sử đã sống lại với khoảng 3.000 học sinh miền Nam các thế hệ đang có mặt tại Hà Nội. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, hàng vạn con em của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra miền Bắc nhằm chuẩn bị cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, nhất là chuẩn bị xây dựng lại miền Nam sau khi nước nhà được hòa bình thống nhất. Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã quyết định xây dựng các trường nội trú tập trung giúp nuôi dạy con em của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, hôm nay, đoàn học sinh miền Nam cùng các thầy cô sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục các chuyến thăm năm nơi có nhiều trường học sinh miền Nam nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam và Vĩnh Phúc. Không chỉ đối với các dự án trọng điểm quốc gia như là sân bay quốc tế Long Thành, mà ngay cả các dự án cấp khu vực, địa phương cũng cần phải lường xét kỹ nhiều khía cạnh, trong đó có nguồn thu ngân sách. Tại Thừa Thiên Huế, một trong nhiều nội dung mà các đại biểu quan tâm tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 là các chỉ tiêu thu ngân sách và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh năm qua. Trong tổng số 13 chỉ tiêu thì đã có đến 5 chỉ tiêu liên quan đến kinh tế không đạt kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt 4.652 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán và bằng 95,1% so với cùng kỳ. Theo báo cáo thẩm tra thì nguyên nhân là do các khoản thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ước đạt 360 tỷ đồng, chỉ đạt 69% dự toán và giảm 13,3% so với cùng kỳ. Về địa kinh tế thì có nhiều bất lợi, về thời tiết cũng có nhiều bất lợi và việc vận chuyển nguyên vật liệu từ hai đầu là chi phí rất lớn và trong lúc cửa ngõ xuất khẩu đầu ra đầu vào của chúng ta thì tập trung ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do về là cái yếu tố chi phí sản xuất cũng sẽ cao và cũng hạn chế thu hút đầu tư. Vấn đề thứ hai là cái điều kiện giao thông. Hiện nay thì cái kết nối giao thông giữa ta với các tỉnh các khu vực thì đang được chính phủ rất quan tâm và cũng đang giai đoạn đầu tư. Do về là cái này cũng ảnh hưởng đến cái thu hút đầu tư. Một vấn đề đáng quan tâm trong công tác thu ngân sách địa phương trong năm 2014 đó là trong ba khoản thu quan trọng là thu từ doanh nghiệp địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu ngoài quốc doanh đều không đạt kế hoạch đề ra. Và có thể nói trong năm 2014 là một năm đầy chật vật với nhiều khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Điều này cho thấy công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có những chuyển động khởi sắc. Và với tình hình khó khăn chung như hiện nay, thì để giải quyết số nợ đọng trên là rất khó khăn. Hạn chế đầu tư công trình mới, trước hết là tập trung quyết toán và xác định nợ và ưu tiên trả nợ những công trình mà cái nợ đọng khi đã có quyết toán. Thứ hai là ưu tiên những công trình mà sẽ hoàn thành trong năm vốn và sau đó ưu tiên những công trình có thể chuyển tiếp trong năm nhưng mà phải sang năm khác. Rồi sau đó nếu còn vốn thì mới ưu tiên công trình mới, nghĩa là phải huy động tất cả các nguồn lực. Thực tiễn cho thấy kết quả thu ngân sách những năm vừa qua, nhất là 2 năm liền, số thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế chưa đạt kế hoạch đề ra. Cùng với bối cảnh nền kinh tế của tỉnh còn những khó khăn nhất định, năng lực sản xuất chưa có những đột phá lớn. Do vậy, trong năm 2015, vấn đề kêu gọi các dự án đầu tư để phát triển kinh tế, đồng thời tạo nguồn thu theo kế hoạch dự toán là 4.882 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2014, là một bài toán khó đòi hỏi chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế phải có những chiến lược và giải pháp đồng bộ có trọng tâm để đạt được con số thu ngân sách như đã đề ra. Theo các phân tích từ các nhà đầu tư, thì Việt Nam đang có tiềm năng phát triển lớn về sức mua với hơn 60% dân số đang ở độ tuổi lao động và có khả năng chi trả cao, khiến Việt Nam trở thành thị trường vô cùng hấp dẫn.
Thực tế hiện cũng đã cho thấy trên thị trường có rất nhiều hệ thống bán lẻ thương hiệu ngoại đã và đang có mặt tại Việt Nam. Dễ thứ nhất là tập đoàn Berkeley Shaker, còn gọi là BGC Thái Lan, đã mua hệ thống bán lẻ Family Mart và đổi tên thành B-Max. Nhưng chỉ đến khi sự kiện chuỗi bánh sỉ Metro Việt Nam về tay BGC thì mới được coi là điểm nhấn cho cuộc đổ bộ của Thái Lan và thị trường nội địa. Tiếp đến là cái tên đình đám Robins của tập đoàn Central xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Ngoài BGC và Central thì còn rất nhiều đại gia bán lẻ Thái Lan đang có ý định thâm nhập thị trường bán lẻ Việt. Việt Nam năm nay là đang phát triển, tại vì Việt Nam cũng phát triển của mấy năm rồi, từ năm 2010. Có nghĩa là doanh nghiệp Thái Lan cũng sang đây cũng nhiều, so với năm nay cũng tăng hơn đến 30%. Có nghĩa là nếu mà con số chính xác là khoảng 123 doanh nghiệp Thái Lan đã đến đầu tư ở tại Việt Nam. Tại vì tại Việt Nam là giống như là cơ sở hạ tầng, có thể là về cái thông tin, công nghệ thông tin cũng đang phát triển, là có nhiều cái cũng nói thẳng là cũng phát triển hơn Thái Lan. Không chỉ có sự góp mặt của các thương hiệu lớn của Thái Lan, sự ra đời liên tiếp của hai hệ thống Ion của Nhật Bản trong năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chứng tỏ Việt Nam đang có sức hút không nhỏ để các đầu tư ngoại khai thác. Việt Nam có dân số đông và trẻ nên nhu cầu mua sắm rất là lớn. Đồng thời, kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh, thu nhập đang được cải thiện càng cao. Những người này sẽ làm cho ngành bán lẻ có doanh thu cao. Theo Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, với hơn 90 triệu dân, nhưng thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ mới chiếm hơn 20% thị phần. Thách thức có thể thấy rõ ở sự cạnh tranh về quy mô, về vốn, quản trị và cả chiến lược marketing của doanh nghiệp ngoại có phần trội hơn. Cái số liệu gần đây của CPI Việt Nam cũng cho thấy là Việt Nam là đứng vị trí thứ hai so với những cái thị trường ở châu Á mà hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì là chúng ta có một cái dân số rất là đông đảo, chúng ta có hơn 90 triệu dân là những người tiêu dùng rất là tiềm năng. Thị trường bán lẻ tại Việt Nam không thiếu tên tuổi của các nhà đầu tư nước ngoài đang tạo chuỗi tiện ích như CK, Bismart, Family Mart. Việc nhiều nhà bán lẻ nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ giúp người tiêu dùng trong nước có nhiều sự lựa chọn hơn. Thế nhưng vấn đề đặt ra là nếu các doanh nghiệp Việt không định vị rõ bản sắc của mình để lôi kéo khách hàng mục tiêu thì nguy cơ mất thị phần là điều khó tránh khỏi. Vừa qua tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody đã nâng triển vọng của hệ thống ngân hàng của Việt Nam từ mức tiêu cực lên mức ổn định. Theo ông Jin Fang, Phó Chủ tịch Moody trụ sở tại Singapore, thì kết quả này là nhờ vào sự ổn định nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam và những cải thiện trong môi trường cho vay của hệ thống ngân hàng. Ông cũng cho biết, các ngân hàng tại Việt Nam cũng đã bớt phụ thuộc vào việc vay trên hệ thống liên ngân hàng, giúp giảm rủi ro thanh khoản cho toàn hệ thống. Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra tăng trưởng tín dụng đã chậm lại, mặc dù lãi suất đã thấp hơn. Moody's dự báo mức độ tin cậy về khả năng trả nợ của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam sẽ tốt hơn trong vòng 12-18 tháng tới. Tăng trưởng kinh tế theo dự báo sẽ đạt 5,9% trong năm 2014, cao hơn ước tính của Ngân hàng Thế giới là 5,6%. Hội chợ triển lãm công nghệ Lào Techmark 2014 diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn từ ngày 11 tới ngày 15 tháng 12. Đây là lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ Lào mời các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ. Điểm nhấn của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ này là những sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu những tác động tiêu cực gây biến đổi khí hậu. Ghi nhận của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại hội chợ. Đây là một trong số 11 công ty của Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm công nghệ Lào 2014. Bể bioga của công ty này đã có mặt tại Lào từ năm ngoái, nhưng khách hàng chủ yếu là cộng đồng người Việt. Với ưu điểm là dễ lắp đặt, nguyên liệu sản xuất từ nhựa tái sinh và tận dụng chất thải trong chăn nuôi sinh hoạt để tạo khí ga để đun, nấu sẽ giúp người dân Lào giảm dần việc sử dụng than củi làm chất đốt như hiện nay. Từ đó, góp phần giảm việc tàn phá rừng để lấy củi làm chất đốt. Chúng tôi chọn sản phẩm là bể biogas mang sang để giới thiệu với thị trường Lào, và bởi vì chúng tôi thấy rằng là hiện tại dân của người Lào sử dụng củi được khai thác từ rừng rất nhiều, và như thế thì sẽ làm cạn kiệt cái nguồn tài nguyên rừng. Và chính vì vậy là cái sản phẩm của chúng tôi có thể thay thế được cái củi mà người dân đang tàn phá rừng để làm vật liệu làm chất đốt.
Lần đầu tham dự hội chợ triển lãm công nghệ Lào, doanh nghiệp này cũng đã mang tới hai sản phẩm thân thiện với môi trường để giới thiệu cho người tiêu dùng Lào. Lần này công ty chúng tôi sang bên thị trường Lào ấy, mong muốn là được xử lý hai cái vấn đề rất là quan trọng trong khu vực, đó là về năng lượng và môi trường. Thì với năng lượng cái sự thiếu hụt ấy, chúng tôi mang đến một giải pháp là thiết bị tiết kiệm điện để hỗ trợ cái sự thiếu hụt năng lượng cho toàn cái khu vực Đông Nam Á nói chung và thị trường Lào nói riêng. Còn cái môi trường cũng rất là nghiêm trọng, cái sự ô nhiễm nguồn nước, sự thiếu hụt về nguồn nước, thì chúng tôi mang đến một giải pháp mới, đó là giải pháp về lọc nước ion hóa. Với sự góp mặt của các doanh nghiệp Việt Nam tại những hội chợ như thế này, người tiêu dùng Lào sẽ có thêm thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó xây dựng lòng tin và thói quen sử dụng hàng Việt cho người dân Lào, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Lào lên 2 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho cơ chế vốn đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm. Dự án có nguồn vốn ngân sách trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% còn lại. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thiện các thủ tục dự án theo quy định, tính toán dự báo nhu cầu điện trên đảo và lựa chọn phương án kinh tế kỹ thuật hợp lý nhất, đảm bảo việc đầu tư dự án tiết kiệm và hiệu quả. Theo thiết kế, dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm được đầu tư bằng cáp ngầm có chiều dài đường dây trên 0,22 kV là 17,2 km, cáp ngầm xuyên biển hơn 15 km. Ngoài ra còn có các hạng mục khác như các trạm phân phối, đường dây hạ áp. Dự án là niềm mong đợi từ nhiều năm nay của hơn 2.300 người dân trên đảo Cù Lao Chàm. Trong phần tiếp theo của chương trình, khai quật 4 pho tượng cổ ngay trong khuôn viên của chùa Hoàng Phúc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bác sĩ Mỹ nhận kỷ niệm chương về sức khỏe nhân dân của Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 12, Đài Truyền hình SBS của Hàn Quốc đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Việt Nam về câu thoại "Dù có sang Việt Nam cũng không lấy được vợ" trong bộ phim Nông dân hiện đại do Đài SBS phát sóng ngày 19 tháng 10 vừa qua. Trong tập 2 của bộ phim có cảnh người mẹ than phiền vì con trai của mình đang ế vợ và suốt ngày mượn rượu để giải sầu, và câu thoại trên đã xuất hiện. Những lời nói của bà mẹ trong đó đã vô tình làm xấu đi hình ảnh của người dân Việt Nam. Trước sự việc này, Đài Truyền hình SBS đã gửi tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam một email thông tin xung quanh việc xử lý sự cố đáng tiếc này của Đài. Đồng thời, SBS cũng kèm văn bản xin lỗi người dân Việt Nam về câu thoại xuất hiện trong tập 2 của bộ phim trên. Tổ sản xuất của chúng tôi thành thật xin lỗi người dân Việt Nam vì sự việc này mà chúng tôi đã khiến các bạn tổn thương. Đó là một phần trong lá thư xin lỗi của Đài Truyền hình SBS Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam muốn gửi gắm tới người dân Việt Nam vì sự cố đáng tiếc trên. Lời xin lỗi này cũng đã được đưa lên website chính thức của Đài Truyền hình SBS. Thưa quý vị, chùa Hoàng Phúc ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã khai quật được 4 pho tượng cổ ngay trong khuôn viên của ngôi chùa trong quá trình trùng tu. Chùa Hoàng Phúc trong chiến tranh chống Mỹ đã bị phá hủy gần như hoàn toàn do bom đạn. Vì vậy, để giữ gìn những vật thờ của làng, người dân đã đem chôn một phần số pho tượng thờ của chùa trong phần đất ngay trong khuôn viên của chùa. Chùa Hoàng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất miền Trung, được tạo dựng cách đây trên 700 năm. Tuy bị đánh phá hư hỏng trong chiến tranh, nhưng chùa Hoàng Phúc vẫn bảo tồn được nhiều hiện vật quý từ xa xưa. Việc khai quật được những hiện vật nói trên sẽ là dấu mốc quan trọng cho việc phục dựng, tôn tạo lại ngôi chùa cổ kính này. Nhằm góp phần giới thiệu và quảng bá những giá trị của kho tàng di sản nghệ thuật dân tộc và mang di sản tới với cộng đồng, sáng ngày 12 tháng 12, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Nam Định, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng. Gần 60 hiện vật từ thời Lý, Trần, Hậu Lê tới thời Nguyễn được tạo tác bằng chất liệu đá, gốm, sành, gỗ, đồng và một số tư liệu, tài liệu khoa học như hình ảnh, các bản vẽ đặc họa trên cơ sở nghiên cứu hiện vật. Về hình tượng sư tử và nghê lần đầu tiên ra mắt công chúng trong và ngoài nước tại thành phố Đà Nẵng, thì đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm định hướng thẩm mỹ công chúng trên cơ sở sưu tập hiện vật bảo tàng để giáo dục toàn diện về đức, thể, mỹ. Từ đó giúp công chúng nâng cao sự hiểu biết và biết trân trọng và tự hào với kho tàng di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 23 tháng 12 tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Lễ trao giải thưởng Vô Lăng Vàng năm 2014 vừa được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức tối qua tại Hà Nội. Những lái xe, đơn vị vận tải được tôn vinh trong buổi lễ này đều có thành tích lái xe an toàn, đảm bảo an toàn giao thông cho mình, hành khách và những người xung quanh trong năm 2014. Giải thưởng Vô Lăng Vàng năm nay của chúng ta. Lần đầu tiên nhận giải thưởng Vô Lăng Vàng, nhưng lái xe taxi Phạm Võ Bảo Ngọc đã có thâm niên gần 10 năm liền lái xe an toàn, không để xảy ra tai nạn nào. Với anh Ngọc, được tôn vinh trong ngày hôm nay là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm và luôn luôn mang một tâm niệm khi cầm lái, giúp đảm bảo an toàn cho mình cũng như hành khách trong suốt một thời gian dài như vậy. Mình muốn an toàn cho tất cả mọi người thì mình phải chạy xe bằng cách nhiệt quyết, phải có lòng yêu nghề. Nói chung lại thì mình phải chạy xe bằng tất cả cái trái tim của mình để mình tránh những cái tai nạn rủi ro đáng tiếc xảy ra để an toàn cho hành khách và an toàn cho người đi đường. Ngoài anh Ngọc, 12 đơn vị doanh nghiệp và 49 lái xe còn lại đại diện cho những cá nhân, công ty kinh doanh vận tải trên khắp cả nước trong suốt cả năm qua luôn hoạt động với một tiêu chí là đảm bảo an toàn giao thông. Cái giải thưởng Vô Lăng Vàng này, như chúng tôi khẳng định, bên cạnh cái việc là chúng ta tuyên truyền vận động thực hiện các quy định về an toàn giao thông, nhưng cũng chính là cơ hội để cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ ngành thành viên có cái lời tri ân với những cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và với những người lái xe. Nó chính là cái lời động viên để cho các doanh nghiệp, để các lái xe giúp cho cái hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nó an toàn hơn và thân thiện hơn. Đây là năm thứ hai giải thưởng Vô Lăng Vàng được tổ chức. Nhận giải thưởng này, mỗi người, mỗi đơn vị không chỉ được cơ quan chức năng tôn vinh ghi nhận, mà qua đó giúp cộng đồng cùng nhau lan tỏa ý thức lái xe an toàn, chấp hành và đảm bảo an toàn giao thông. Công nghệ được đánh giá là một công cụ quan trọng nhất nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, khi mà các nguồn lực khác như đất đai, lao động đã phát huy hết hiệu lực. Tuy nhiên, ứng dụng máy móc hay sáng chế công nghệ vào nông nghiệp vẫn còn là khái niệm xa lạ với rất nhiều nông dân ở nước ta. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ giới thiệu một nhà sáng chế nông dân trong nhiều năm qua đã không ngừng phát minh cải tiến máy móc nông nghiệp hỗ trợ cho bà con. Đây thì lâu lắm. Đây là chiếc máy gieo hạt tự động đã được gia đình ông Vũ Văn Xế mua vào năm ngoái. Trước đây vào mỗi vụ gieo hạt, gia đình ông phải thuê thêm nhiều nhân công thời vụ. Sau khi mua chiếc máy này với giá 15 triệu đồng, chỉ riêng năm nay, gia đình ông đã tiết kiệm được 40 triệu đồng tiền thuê người làm đất, gieo hạt. Trước kia thì không có máy thì gia đình tôi thì không chủ động được công việc. Tới nay thì gia đình tôi một là đỡ được công nhân đi, hai là nó tăng được thêm hai lượt thu nhập so với năm ngoái thì gấp rưỡi năm ngoái. Đây thực ra là một phát minh của nhà sáng chế nông dân Phạm Văn Hát ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ông Hát vốn đã gắn bó với nghề nông đã lâu và luôn trăn trở về việc cải tiến máy móc nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động cho bà con. Nhận thấy nhu cầu từ những người dân địa phương, ông Hát thiết kế chiếc máy gieo hạt này với đối tượng là các nhà vườn có diện tích lớn. Thứ nhất là cái máy này chế phải mức độ nhẹ nhất và tiêu hao điện năng ít nhất và có thể sử dụng được mọi nguồn điện. Nó rất đơn giản, nó hoạt động một cách độc lập. Thế mà cái máy này nó thay thế cho tầm 40 người lao động, mà cái độ chính xác thì nó cao hơn. Cứ 30 phút một nước, 30 phút một nước mà không dùng nửa ngày cả đâu. Chỉ một buổi chiều chẳng hạn 3 giờ ra thì chỉ đến 5 giờ là được 3-4 nước. Với những ưu điểm trong vận hành, chiếc máy này đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 8, giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc năm 2013 và lọt top 100 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam. Và cũng từ tháng 7 đến nay, ông Hát đã bán được khoảng 20 chiếc cho bà con gần xa. Hiện tại cái máy của tôi là bây giờ là ngoài Bắc này thì nói chung là gần như các tỉnh chuyên canh về rau là nói chung là sử dụng hết. Thế còn xa nữa thì bắt đầu khu Đà Lạt, Lâm Đồng là bắt đầu là người ta đặt máy. Ông Hát cũng là một trong số những nhà sáng chế nông dân chủ động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho những phát minh, sáng chế của mình. Đến nay, ông đã sở hữu khoảng 10 loại phát minh khác nhau, trong đó có cả máy ươm bầu hay lưỡi cày chuyên dụng. Ông Hát là một đại diện của người nông dân Việt Nam luôn cần cù, chịu khó, tìm tòi sáng tạo để tìm ra phương thức nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.
Bác sĩ Kai Bon, giám đốc chương trình phòng xét nghiệm của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC tại Việt Nam, vừa được Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương danh dự trong sáng ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương này là ghi nhận những đóng góp đặc biệt của ông trong việc cải thiện chất lượng hệ thống phòng xét nghiệm HIVS và nhiều bệnh khác tại nước ta. Năm 2008, Việt Nam chưa có một phòng xét nghiệm HIVS đạt chuẩn quốc tế ISO 15189. Điều đó có nghĩa là kết quả xét nghiệm không đảm bảo là chính xác 100%. Người đi khám không thể hoàn toàn yên tâm với kết quả trên tay và phải khám ở nhiều nơi để có thể có kết quả đúng. Nhưng đến nay, dưới sự hỗ trợ và điều phối của bác sĩ Kyle Bond, Việt Nam đã có tới 11 phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189, một thành tích rất ấn tượng so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tôi đã làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau và tôi thấy rằng Kyle Bond và nhóm làm việc của anh đang có một trong những hệ thống phòng xét nghiệm tốt nhất trên thế giới. Qua lực nâng cao chất lượng xét nghiệm thì giúp cho cái chẩn đoán điều trị được chính xác hơn, cũng như cũng làm giúp cho hạn chế được những cái vấn đề mà phải xét nghiệm lại cho do chưa tin cậy về chất lượng, và nó cũng là đóng góp rất lớn về vấn đề kinh tế y tế, chống cái lãng phí trong y tế. Đây là cái đóng góp tuy là gián tiếp nhưng mà lại rất quan trọng. Với những đóng góp không mệt mỏi trong 6 năm qua, bác sĩ Kyle đã được Bộ Y tế trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, dành tặng cho những người nước ngoài có đóng góp quan trọng cho hệ thống y tế của Việt Nam. Đây là vinh dự rất lớn của bản thân tôi. Nó chính là một minh chứng rõ ràng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm qua. Tôi đã sống ở Việt Nam được 6 năm rồi và tôi coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Những gì mà bác sĩ Kyle và cộng sự cố gắng trong nhiều năm qua đã và đang đưa lại nhiều lợi ích to lớn cho người đi xét nghiệm tại Việt Nam. Bác sĩ Kyle là một trong số hàng trăm các chuyên gia y tế quốc tế đang sát cánh cùng ngành y tế nước ta chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đối phó với những thách thức trong hiện tại và tương lai. Ở phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Thông tin trên đã kết thúc bản tin thời sự. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại những bản tin trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.